luôn luôn xuất hiện trong đời sống của chúng ta, chẳng hạn như phải nói đến là smartphone hay là laptop nè, thì những cái việc nhà đã có những cái máy hút bụi như thế này xuất hiện để chúng ta có thể hoàn thành công việc nhanh gọn hơn. Mấy ông cũng biết đó, cột sống Gen Z bất ổn lắm. Nhưng mà kể từ khi tôi có em máy hút bụi không dây đến từ nhà Beko á, thì tôi yêu công việc quét dọn hơn chút xíu. Và mã của em này là VRT94929VI, với là gọn luôn, over hợp với tôi. Mà em này có hút sạch không, có thuận tiện di chuyển xung quanh căn phòng hay không, bớt tôi cơm ngồi coi hết video này sẽ rõ nha. Cái điều đầu tiên là cho mình thích em này á, đó chính là vì ngoại hình của em nó quá là đẹp. Nếu như mà không lắp cái đầu hút hay là cái phần thân nó dài á, thì nhìn em này cũng khá là gọn gàng đẹp đẽ, nhưng mà cầm lâu á thì hơi nặng đó nha. Ở phần tay cầm á, được thiết kế một cái gờ bằng cao su để mà khi sử dụng mình kẹp ngón tay vào như thế này, giúp thao tác dễ hơn, việc cầm nắm cũng sẽ được chắc chắn hơn. Ngay cái phần tay cầm á thì sẽ có luôn một cái bộ điều khiển, và bản điều khiển của em này cũng khá là đơn giản thôi, bao gồm một nút nguồn nè, một nút tăng lực hút Turbo X High Time, một nút giảm lực hút, đơn giản và dễ dùng vậy thôi đó. Sau khi mà dọn dẹp phòng á thì rác cũng như là bụi bẩn sẽ được chứa trong cái hộc ở dưới này. Nếu như mà muốn mở cái hộc này ra thì cũng khá là đơn giản, mọi người chỉ cần ấn vào cái nút này thôi. Và nhớ nha, khi mà ấn cái nút này á thì nhớ hướng cái hộc xuống, chứ mà để cái chiều ngược lại thì hết bụi không cần chạy xe luôn đó. Nằm bên trong á là một cái lõi lọc, lõi này lấy ra và vệ sinh với nước được bình thường luôn nha. Hơi bị xịn. Ok, cái xịn tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó chính là cái màn lọc HEPA filter này. Thì HEPA filter là một cái loại màn lọc với năng suất cao, vì bên trong đó là những cái sợi tổng hợp cực kỳ nhỏ và được xếp random chồng chéo lên nhau, tạo thành một cái màn lọc và có rất là nhiều tầng, từ đó lọc bụi bẩn, vi khuẩn sẽ được sạch hơn. Mà cái em này cũng tự lập lắm á nha, đứng một mình một cõi gì là chuyện bình thường luôn, tại vì em có tính năng stand alone. Chỉ cần thao tác dựng em nó lên là em nó có thể đứng như thế này rồi nha. Trong thời gian đó thì mấy ông có thể làm các việc khác để tối ưu thời gian hơn. Như tôi thì chuẩn bị nó thêm về phụ kiện đi kèm cho mấy ông nghe nè. Đây nha, có hẳn 8 món đi kèm luôn, bao gồm một cái đầu hút bụi sofa lông động vật nè, một cái đầu chổi vừa hút vừa quét, một cái đầu hút hẹp hơn để hút ở những cái khe cửa, những không gian hẹp. Tiếp đến á là một cái đầu lăn bằng lông mịn hơn cái đầu lăn chổi, một cái ống gấp khúc để tùy biến hơn. Và cuối cùng đó là một cái thân nối dài có công nghệ Active Flex, tức là nó sẽ có một cái đoạn có thể gấp khúc ở đây. Chỉ cần nhấn hai nút vàng này xuống là mấy ông có thể flexible như thế này. Mấy cái đầu hút này cũng cực kỳ dễ vệ sinh luôn, chỉ cần vệ sinh với nước nè và để cho các phụ kiện tự khô là có thể lắp lại sử dụng thoải mái rồi. Vì khi hút xong á, cái hạt bụi mịn sẽ bám vào xung quanh thành ống khá là nhiều, sử dụng xong thì nên vệ sinh để sạch sẽ hơn nha. Cái máy hút bụi này á còn có thêm một cái phụ kiện nữa mà từ đầu video đến giờ mọi người đã thấy rồi, nhưng mà tôi chưa có nói kỹ, thì đó chính là một cái em giá cho em như thế này. Cách lắp á thì cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần ghép cái thanh nhôm vào phần đế nè, gắn em này vào, sau đó cấp nguồn cho phần đế là em này có thể tự sạc pin luôn rồi. Công suất lên đến 165W và lực hút á là 20.000 pascal, một cái lực hút khá là mạnh luôn, mạnh đến mức khi mà sử dụng ở chế độ hút mạnh nhất á thì em này có thể hút luôn cái thốt nha. Ok, bây giờ tôi sẽ test thử xem là cái lực hút cũng như là cái độ sạch của em này cho mọi người xem nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ test với lại cái đầu hút này trước nha. Ok, bây giờ mình sẽ đổ vào một cái đầu hút dẹp hơn để có thể hút trong những cái kẹt cũng như là những cái ghế sofa nha. Và có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người nha, là nếu như mọi người sử dụng cái mức đầu tiên á để hút thì cái máy này nó sẽ hoạt động được từ 27 tới 30 phút, còn nếu như mọi người sử dụng cái chế độ là Turbo X High Time á thì thời lượng sử dụng của em máy hút này chỉ rơi vào 7 phút thôi. Và tổng kết lại với một em máy hút bụi không dây đến nhà Beko với giá 6 triệu, VRT94929VI đến từ nhà Beko, em này có một cái thiết kế khá là đẹp và nổi bật hẳn so với các dòng máy cùng tầm giá, và em có khá nhiều phụ kiện cũng như là tính năng hay ho đi kèm nữa. Với tất cả những tính năng kể trên cũng như là trong tầm giá này thì em máy hút bụi này khá là đáng để trải nghiệm á. Còn mấy anh thấy sao? Đừng quên để lại comment cho tôi biết nha. Và nhớ like, share, subscribe cho kênh Tiếng Việt. Mình là Yud. Bye bye.